Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây, hưởng ứng chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, các nhà trường đã tăng cường hoạt động ngoại khóa trong chương trình, nội dung giảng dạy phù hợp với từng cấp học. Thực tế đã cho thấy việc tăng cường hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp trẻ tăng cường vận động, rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội để các em phát triển tư duy chủ động, phản xạ nhanh nhẹn và nhiều kỹ năng khác trong cuộc sống. Lăng kính ngày mới sáng nay mời quý vị và các bạn cùng tham gia một buổi trải nghiệm dã ngoại tập thể của các bạn nhỏ trường mầm non Fairy House, thành phố Nam Định. Vâng, thưa quý vị, tôi cùng với các bạn nhỏ của trường mầm non Ngôi Nhà Thần Tiên Fairy House vừa trải qua một quãng đường gần 20 km từ thành phố Nam Định về với hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ Nam Cường thuộc xã Yên Cường, huyện Ý Yên. Và trước mắt chúng ta đây là những cánh đồng rau rất là xanh mướt mắt, thật tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, niềm vui cùng với sự háo hức được trải nghiệm đã hiện lên trên khuôn mặt của các bạn nhỏ đây rồi. Nào còn đợi gì nữa, chúng ta sẽ cùng vào khám phá nhé. Thế con thấy thích không? Có. Thế con có biết đây là củ gì không nhỉ? Củ khoai. Củ khoai à? Thế con đây? Cái đây là củ gì con? Củ hào. Thế con thích củ nào hơn nhỉ? Ai có thích củ khoai tây à? Thế về con khoai tây thì con sẽ đưa cho ai nhỉ? Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ nấu canh nhá. Rồi. Mẹ con đi đâu có thích không? Để tìm hiểu về một số loại rau, nhưng không gian nhà trường thì còn nhỏ hẹp nên thi thoảng nhà trường lại tổ chức cho các con tham quan dã ngoại vườn rau sạch có quy mô lớn như hợp tác xã Nam Cường. Đến đây không gian rộng rãi thoáng đãng, các con cũng được gần gũi với thiên nhiên, được trải nghiệm hái rau, thu hoạch và các loại rau củ quả quen thuộc, hình thành một số khái niệm ban đầu về công việc trồng trọt. Thật sự là những hoạt động thú vị như này rất là bổ ích với các con. Với các bạn nhỏ ở thành phố thì chuyến dã ngoại ngày hôm nay thực sự là một trải nghiệm rất mới lạ, khi mà các bé lần đầu tiên được hóa thân thành các cô chú nông dân bé xíu. Và chuyến đi thì tuy ngắn thôi nhưng mà đã mang lại cho các bé rất nhiều kiến thức, giúp các bé tới gần hơn với thiên nhiên.